Với Oriflam tất cả vì bạn. Bạn có thể tự sắp xếp thời gian để xây dựng khoản thu nhập mới và mô hình kinh doanh này phù hợp với hầu hết mọi phong cách sống. Kiếm tiền cùng Oriflam rất dễ dàng. Thông qua việc sử dụng sản phẩm, bạn có được trải nghiệm thực tế về chất lượng và độ đa dạng của các sản phẩm làm đẹp cũng như chăm sóc sức khỏe được sáng tạo tại Thụy Điển. Với tư cách là một tư vấn viên, bạn có thể mua sản phẩm với mức ưu đãi đặc biệt. Ngoài những sản phẩm tuyệt vời, Oriflam còn mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền không giới hạn. Có hai cách giúp bạn kiếm tiền: bán sản phẩm của Oriflam hoặc mời những người khác tham gia Oriflam và tiếp tục mời thêm nhiều người mới nữa. Rất đơn giản, bạn chỉ cần giới thiệu catalog cho bạn bè và gia đình rồi gợi ý việc đặt hàng. Một hình thức mua hàng dễ dàng, thân mật và thoải mái. Với mỗi đơn hàng, bạn có thể kiếm được đến 30% lợi nhuận và khoản thu nhập này được gọi là lợi nhuận tức thì. Và hơn thế nữa, bạn còn có thể kiếm được thu nhập thông qua khoản chiết khấu hoạt động. Mỗi sản phẩm đều có một số điểm kinh doanh nhất định. Bạn càng bán được nhiều sản phẩm, khoản chiết khấu hoạt động của bạn càng cao. Chắc chắn sẽ có nhiều người khác cũng quan tâm về cơ hội kiếm tiền cùng Oriflam. Đây có thể là các khách hàng, bạn bè hoặc bất cứ ai có nhu cầu kiếm thêm thu nhập và xây dựng công việc kinh doanh riêng. Khi bạn mời được người mới và họ bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh cùng Oriflam, đó là lúc khoản thu nhập của bạn bắt đầu tăng dần trên kế hoạch thành công của Oriflam. Khi huấn luyện cho người mới và đội nhóm của bạn bắt đầu phát triển lớn mạnh, thu nhập của bạn cũng sẽ tiếp tục tăng lên qua khoản chiết khấu hoạt động và tiền thưởng nhận được từ kết quả kinh doanh của đội nhóm. Vì kinh doanh càng phát triển, các khoản thưởng càng cao. Tiềm năng phát triển của bạn là vô hạn. Bạn có thể kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống đẳng cấp cùng những chiếc xe sang trọng và các chuyến du lịch tưởng thưởng cùng bạn bè tại Oriflam. Xin chúc mừng bạn. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ. Với Oriflam, bạn tận hưởng phong cách sống lý tưởng mà mình xứng đáng nhận được. Rất đơn giản. Đầu tiên, gia nhập và bắt đầu bằng việc giới thiệu catalog, nhận đơn đặt hàng. Tiếp theo, nhận ngay lợi nhuận tức thì thông qua việc bán sản phẩm của Oriflam. Cuối cùng, hưởng khoản chiết khấu hoạt động và những khoản tiền thưởng khác thông qua việc hỗ trợ người mới bắt đầu công việc kinh doanh cùng Oriflam. Giờ đây, bạn đã có thể kiếm thêm thu nhập và tận hưởng những chuyến du lịch tuyệt vời khi công việc kinh doanh của đội nhóm ngày càng phát triển. Làm đẹp, kiếm tiền và vui vẻ. Đừng chờ đợi tương lai, hãy bắt đầu ngay hôm nay và tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng bạn.